Một lần nữa xin được cảm ơn bạn. Kính thưa quý vị, với một bạn nam nhưng bạn đã hát những dòng nhạc dân gian là rất là hay. Đó cũng là tình cảm mà bạn đã chọn một ca khúc Nhớ Quê Mình xứ Nghệ để cùng bước lên sân khấu giải tặng cho tất cả chúng ta, và đặc biệt là giải tặng chúc phúc cho chú rể và cô dâu. Chia tay với tình cảm đó thì chúng ta được gặp lại một cô gái cũng rất là dễ thương nữa. Hình như là bạn Hoàng thì phải không ạ? Hay là Uyên ạ? Trân trọng kính mời Uyên. Những chiếc lá rụng vàng.